hôm nay các bạn đều có cái nhận lời là chung tay để chúng ta cùng tập trung truy bắt các đối tượng truy nã để giữ cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, bình yên hơn. Muốn bình yên, ngoài cái việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đối tượng truy nã lẩn trốn cũng không có con đường để mà trốn thoát. Trong đó, đối với Trịnh Xuân Thanh, các bạn đều đồng lòng, đồng thuận và nhận lời cùng với chúng ta để truy bắt bằng được, dù Thanh có luật chạy trốn ở đâu. Các thứ trợ khác thì có khó khăn không trong việc truy bắt? Những vấn đề này là những vấn đề mà chuyên biệt trong nghiệp vụ. Do vậy nên là bằng mọi cách, không những trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của Công an Việt Nam là phải có trách nhiệm truy bắt bằng được, dù Thanh có lẩn trốn ở bất kỳ chỗ nào.